tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư. Trước câu hỏi của luật sư Nguyễn Văn Hậu, bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng về việc có phải bị cáo là người lựa chọn Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận. Trước lời phủ nhận này của bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư hậu công bố lời khai của bà Lan tại cơ quan điều tra. Theo đó bà Lan khai tháng 12 năm 2020, khi ông Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, đưa vợ con ra nước ngoài chữa bệnh, đã dẫn bùi Anh Dũng lên gặp bà Lan giới thiệu và nói Dũng là người hiền lành nên Thành tiến cử làm chủ tịch hội đồng quản trị thay trong thời gian Thành ở nước ngoài. Tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận lời khai này, không phải anh Thành chỉ nói với tôi sẽ để Dũng làm chủ tịch trong thời gian đưa vợ con đi chữa bệnh. Luật sư hậu tiếp tục công bố lời khai của bị cáo Dũng tại cơ quan điều tra. Theo đó, dịp Tết năm 2020, bị cáo được bà Trương Mỹ Lan thưởng 20 tỷ và Tết 2021 lại được bà Lan thưởng thêm 20 tỷ. Tuy nhiên bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận lời khai này. Bị cáo nhớ vợ con Dũng cũng làm tại ngân hàng SCB. Lúc đó bị cáo nói với Dũng, em là chủ tịch, chủ tịch mà có phu nhân mà làm ở đây thì kỳ lắm. Em cho vợ nghỉ đi, con thì từ từ, chị cho em tiền này. Tôi không nhớ đã cho Dũng 2 tỷ hay 20 tỷ, bị cáo Trương Mỹ Lan khai. Tương tự, luật sư hỏi bà Lan về quan hệ giữa bà và bị cáo Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền tổng giám đốc ngân hàng SCB, thì bà Lan cho rằng không có quan hệ gì. Được hỏi bị cáo có thưởng cho Hoàng không, bà Lan nói, cái gì tôi cho rồi thì tôi không nhắc, không nhớ tới nữa. Việc bị cáo xác định có cho và cho tổng thể nhân viên, bị cáo xác định cho tiền thì có thể liên quan đến hội đồng quản trị hay tổng giám đốc phải xét duyệt số cổ phần cho nhân viên SCB không? Luật sư hỏi. Bà Lan nói không biết ai thực hiện xét duyệt cổ phần cho nhân viên SCB, tôi chỉ cho thôi, toàn bộ là tiền của tôi, tôi không lấy tiền của bất cứ ai đem cho, bà Lan nói. Luật sư hỏi, lấy gì chứng minh tiền bị cáo cho bộ phận nhân viên SCB thì bà Lan trả lời, tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ với tôi. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục phủ nhận cáo trạng và lời khai của các thuộc cấp về việc mỗi khi cần tiền sẽ chỉ đạo Trương Khánh Hoàng và Trần Thị Mỹ Dung để hai người này thông báo cho Bùi Anh Dũng khoản vay nào của Trương Mỹ Lan, khoản vay nào của Vạn Thịnh Phát. Trả lời luật sư bảo chữa cho mình, bà Trần Thị Mỹ Dung, nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng SCB cho biết, khoản vay đã cơ cấu là khoản vay đã tới thời hạn trả nhưng không trả thì được cơ cấu khoảng thời gian dài hơn, gồm cơ cấu cả gốc và lãi hoặc cơ cấu gốc trả lãi. Thực tế hầu như tại SCB là khoản vay ngắn hạn, khi tới hạn chỉ có hai phương pháp là trả vào hoặc cơ cấu chả vào là có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ, khoản vay mới thì dòng tiền không đi ra ngoài mà để trả khoản vay cũ. Được hỏi về 617 hồ sơ vay vốn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2022 có bao nhiêu khoản vay không có giải ngân mà chỉ tất toán nợ cũ tạo nợ mới, bà Dung nói không nhớ được vì số lượng nhiều, thời gian lâu cũng không thống kê khoản nào rút ra, khoản nào đi tiền mặt nên không có số liệu chính xác về giải ngân bao nhiêu và nợ bao nhiêu. Có nhiều khoản vay vào thời trước khi bà Dung bị bắt là thời điểm đến hạn rút nhiều khoản vay tại SCB, hầu hết là vay để thanh toán khoản vay cũ. Bị cáo nghĩ mình làm sai, mình nhận, không né tránh, nhưng số liệu quá lớn lên đến 200.000 tỷ, số giải ngân không chỉ trả cái cũ bị cáo nghĩ hành vi chỉ là che giấu, chứ số tiền thất thoát đã có từ trước rồi, nên bị cáo mong tòa xem xét phần số liệu thất thoát cho rằng do bị cáo gây nên, bà Dung nói. Bà Dung cũng thừa nhận đối với khoản vay 1.500 tỷ của công ty Tường Việt, bà đã làm sai quy trình tín dụng. Thời điểm thực hiện, tài sản đảm bảo là khoảng 39 triệu cổ phần của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sài Gòn. Công ty này có dự án lớn bên quận 2, bị cáo đánh giá cao cổ phần đó, sau này khối tài sản đảm bảo được rút ra và đổi bằng tài sản khác. Bà Dung xin hội đồng xét xử xem xét lại thiệt hại, dự án được thế chấp tại SCB tương đương 35% cổ phần, khoảng 35.000 tỷ nên tài sản đó đảm bảo nhiều khoản vay tại SCB trong phiên xét xử bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư trả lời câu hỏi của luật sư giang hồng thanh về việc ủy quyền cho con gái là chu duyệt phấn và hai người cháu đi thu hồi nợ thì con gái có gặp áp lực gì không bị cáo trương mỹ lan trả lời nếu không có sự hỗ trợ của hội đồng xét xử và cơ quan chức năng thì chắc chắn con gái bà sẽ gặp nhiều áp lực theo bà Lan, con gái bà bị mắc bệnh bại liệt tới tận năm 15 tuổi mới có thể đi lại bình thường. Thời gian gần đây, sức khỏe Chu Duyệt Phấn có dấu hiệu không tốt. Bà định đưa ra nước ngoài kiểm tra nhưng chưa kịp thực hiện thì vợ chồng bà bị bắt giữ. Bà Lan lo lắng nếu con gái mình quá áp lực, bệnh tình sẽ tái phát. Trước lo lắng này của bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tọa Phạm Lương Toàn cho biết, tòa đã có thông báo hội đồng xét xử và các cơ quan tố tụng sẽ giúp bị cáo thu hồi nợ để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, bà Lan cho biết Chu Duyệt Phấn cũng đang giao bán tòa nhà ở Hà Nội trị giá 1 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ cũng có đơn nhờ hội đồng xét xử hỗ trợ thu hồi các khoản nợ mà các cá nhân và tổ chức đang thiếu nợ chồng bà để khắc phục hậu quả. Trả lời câu hỏi của các luật sư để làm rõ thiệt hại, hành vi của các bị cáo, ông Chu Lập Cơ, chồng của Trương Mỹ Lan nói bản thân sở hữu hơn 99% công ty cổ phần đầu tư Times Square chu lập cơ đã ký văn bản cho phép vợ mình sử dụng tài sản để thế chấp nhằm giúp tái cơ cấu ngân hàng scb theo đề nghị về lần ký thứ hai mặc dù trương mỹ lan không nói gì nhưng bị cáo vẫn ký vì nghĩ là để giúp ngân hàng bị cáo dù không biết tiếng việt nhưng tin tưởng vào nhân viên trợ lý của mình nên vẫn ký chu lập cơ trình bày và nói thêm không biết gì về tình hình sử dụng các tài sản khoản vay tại scb Bị cáo hoàn toàn không nghĩ sẽ có hậu quả như hôm nay. Bị cáo không cố tình ký văn bản. Bị cáo thừa nhận mình ký là sai. Bị cáo mong tạo điều kiện cho bị cáo khắc phục, Chu Lập Cơ trình bày. Bị cáo Chu Lập Cơ bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo cáo trạng thực hiện theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Chu Lập Cơ đã ký biên bản họp đại hội cổ đông, quyết định số 13 ngày 10 tháng 12 năm 2012, biên bản họp hội đồng quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2012 của công ty Timesquare chấp nhận thế chấp tài sản của công ty bảo lãnh nợ vay cho các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định sau khi có tài sản đảm bảo để vay vốn trương mỹ lan đã chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp và công ty times square lập các hồ sơ vay vốn khống nhờ người đứng tên các khoản vay và ký khống hồ sơ thủ tục vay vốn Bằng phương thức này, từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, Chu Lập Cơ đã giúp cho Trương Mỹ Lan hợp thức hóa hồ sơ vay vốn khống để giải ngân số tiền tại ngân hàng SCB cho 73 khoản vay của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Đến năm 2017, do phương án vay vốn là lập khống, khoản vay chỉ dùng trả nợ xấu, không có nguồn để thu hồi gốc, lãi nên các khoản nợ đến hạn nhưng không trả được. Trường Mỹ Lan tuyết phục Chu Lập Cơ ký biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần Times Square ngày 15 tháng 8 năm 2017. Biên bản này cho phép tiếp tục sử dụng tài sản của công ty Times Square để thế chấp đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ vay cho 54 khách hàng đang vay vốn tại ngân hàng SCB nhằm gia hạn nợ tổng dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 17 tháng 10 năm 2022, tổng nghĩa vụ các khoản nợ chu lập cơ ký hợp thức thủ tục còn 46 khoản với dư nợ gốc là hơn 19.500 tỷ đồng, tổng cộng dư nợ là hơn 39.200 tỷ đồng. Sau khi đối trừ giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay mà Chu Lập Cơ đã ký các tài liệu để hợp thức vay vốn nêu trên là hơn 30.000 tỷ đồng. Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai các bị can, cơ quan điều tra xác định Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.